con người ta. Chắc cắt với nhộm á. Phúc chưa về em xuống nó. Chắc răng kèo Phúc về. Tụi này không không biết cân bằng. Ví dụ như đã bốn đứa đây rồi, còn xin mấy đứa kia về nữa. Thank you.
50 là cái mũi là hũ 50 gram. 50. 50 chứ trăm là bao. Cái bao đầy vậy? Ừ, 50 đặt cái nữa rồi chứ. Ừ. Thì khi mua có giao luôn được chứ. Giá là mấy? Ủa? 85 hả? 85 rồi đi mua ở đâu cũng 85 mà. Không, chị đi mua, chị mua lẻ mấy chỗ toàn thân 85 không á. Dán giá đi nè. Không, cái loại kia kia không mới ấy. Đợt này ấy hả? Còn mấy chỗ mà em thấy họ review mà chỗ 65-70 chứ kìa, siêu mà thần thường. Cái hàng không được xịn lắm hết đây, để em dám lấy.
Sao lăn? Bà bồi thấy gì bị không ổn á? Em không lấy. Cái mùi không được thơm, với lại là chị đét hơi gần hết á. Sợ nhà sản xuất chị lo này. Lô mà càng kiểu gần càng hết thì chị bắt này. Trong chị mua thì chị mua ở chỗ cái nữa trước giờ chị mua 80 đó. Chị mua 5 hộ trở lên là 80. Còn mình cứ lấy tạm nữa rồi bữa mua thì lấy bên kia. Cái giá này hơn không có. Để mua ở 4-5 chỗ. Còn mấy cái đứa là sách tay. Còn cái serum mặt. Serum mặt còn nhiều. Thế thì chị hỏi là giá. Hồi nãy em nhớ. Cái này là mình tốn phí ship nè. Ở Đà Nẵng thì không mất ship chị. Tốn phí ship thôi chị trả đi. Sữa rửa mặt á là bán lẻ là 130, còn mình lấy xỉ là 90. Cái này thì đúng rồi. Sữa em lấy 30 chai là tính 2,7 này. Còn tại bao chết thì bữa trước hơn tính 79 một tuyết. Thì cũng giống như hồi trước chị đi mua ấy. Dạ, để đỡ mình mua đó. Dạ, bữa trước em hỏi mấy hàng thì biết là mấy nhập về là những cái hàng mới cho chị ạ. Em lấy đó. Thiếu phải không ra cho nhân này. Ý là bình thường là 3 tháng rồi.